Nền bóng đá giữa các quốc gia châu lục đang ngày càng có những bước tiến gần nhau hơn. Khi giờ đây, các cầu thủ đến từ các nền bóng đá châu Á, châu Phi, thậm chí là Đông Nam Á đã có những bước chân trên thảm cỏ châu Âu. Hơn thế nữa, họ còn là trụ cột, chủ công, quân bài không thể thiếu của những câu lạc bộ hàng đầu. Sau đây, hãy cùng cảm sâu đến với đội hình bao gồm 11 cầu thủ châu Á đang khuynh đảo tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Champions League, Europa League và Europa Conference League. Lưu ý, đây chỉ là những ý kiến cá nhân đến từ cảm. Chúng ta sẽ có sơ đồ 4-2-3-1 với 11 cái tên sau đây. Thủ môn Matthew Ryan, Úc, Copenhagen, Champions League. Trong khung gỗ, chúng ta sẽ có thủ môn đến từ đội tuyển Úc, Matthew Ryan. Anh đang khoác áo câu lạc bộ Copenhagen, đội bóng nằm cùng bảng đấu với Man City tại Champions League. Mặc dù Matthew Ryan đang bắt dự bị cho Kamil Grabara, nhưng đừng vội nhìn vào thời lượng thi đấu tại câu lạc bộ mà đánh giá anh. Khi thủ môn người Úc có một lý lịch khá ấn tượng so với những thủ môn châu Á khác. Matthew Ryan có trận ra mắt quốc tế của mình vào năm 2012 và kể từ đó luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Australia. Anh từng tham dự World Cup 2014-2018 cũng như Asian Cup 2015 và 2019, giành giải thủ môn xuất sắc nhất tại giải đấu năm 2015. Ngoài ra, Matthew Ryan còn có thời điểm khoác áo những câu lạc bộ tiếng tăm của châu Âu như Club Brugge, Valencia, Gent, Brighton, Arsenal, Real Sociedad và hiện tại là Copenhagen. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng với phong độ ổn định thì Matthew Ryan đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Á hiện nay. Hậu vệ trái Takehiro Tomiyasu, Nhật Bản, Arsenal, Europa League. Tomiyasu chắc chắn là cái tên không thể thiếu trong danh sách này bởi anh đang là một cầu thủ phòng ngự hàng đầu châu Á. Những màn trình diễn xuất sắc kể từ khi chuyển đến Arsenal và cầu thủ Nhật Bản dù có xuất phát điểm là cánh phải lẫn vị trí trung tâm hàng phòng ngự, nhưng với tính cách chăm chỉ, cần cù, Tomiyasu đã có một trận đấu ở cánh trái vô cùng hay trước Mohamed Salah. Mặc cho việc phải chơi ở vị trí có phần lạ lẫm, nhưng Tomiyasu vẫn cho thấy được phẩm chất của một cầu thủ phòng ngự hàng đầu khi một mình anh đã khóa chặt được ngòi nổ nguy hiểm của Liverpool. Và với những gì đang thể hiện, dù khá đáng tiếc khi anh vẫn chưa được hít thở bầu không khí Champions League, nhưng Tomiyasu vẫn đang chơi bóng với toàn bộ trách nhiệm và tinh thần cao nhất của một chiến binh Samurai tại Arsenal. Nên với những yếu tố trên, Tomiyasu chắc chắn là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất châu Á hiện nay. Hậu vệ phải Sadet Moharami, Iran, Dinamo Zagreb, Champions League. Trong đội hình này, tưởng chừng như các cầu thủ từ Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ chiếm gần hết sơ đồ. Nhưng với truyền thống bóng đá lâu đời lẫn vị thế nhất định trong khu vực, Iran vẫn có một cái tên góp mặt, đó là Moharami, một hậu vệ phải đầy xuất sắc. Anh đang chơi bóng tại Croatia cho Dinamo Zagreb. Dù không được biết đến nhiều, nhưng bản hợp đồng 5 năm với đội bóng Croatia cũng đã đủ chứng minh sự xuất sắc của Moharami. Dù không được đánh giá cao ở khả năng tấn công, nhưng Sadet Moharami vẫn luôn thể hiện được những phẩm chất phòng ngự kinh ngạc. Từ tranh chấp, tắc bóng, giữ bóng thì cầu thủ người Iran đều thực hiện rất gãy gọn và dứt khoát. Vì vậy, Moharami chắc chắn là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất bên cánh phải của châu Á hiện nay. Trung vệ Kim Min-jae, Hàn Quốc, Napoli, Champions League. Kim Min-jae chắc chắn là một trong những mảnh ghép quan trọng cho bức tranh hoàn hảo mang tên Napoli. Hiện tượng này đến hiện tượng khác, ba hợp đồng không được kỳ vọng nhiều đến từ Hàn Quốc đang làm cả châu Âu phải phát cuồng. Những pha tắc bóng mạnh mẽ, khả năng đọc trận đấu xuất sắc, bên cạnh khả năng tranh chấp, sức mạnh thể chất cần có của một trung vệ, thì Kim Min-jae đang thực sự là một bức tường thép của câu lạc bộ miền Nam nước Ý. Và với những gì đang thể hiện cùng với Napoli khi chưa phải thua một trận nào, Kim Min-jae chắc chắn là một trong những cái tên hàng đầu của bóng đá châu Á hiện nay. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu anh được tham dự Champions League. Trung vệ Makoto Hasebe, Nhật Bản, Eintracht Frankfurt, Champions League. Makoto Hasebe là một cây trường sinh của bóng đá Nhật Bản lẫn câu lạc bộ Eintracht Frankfurt. Khi ở tuổi 38, anh vẫn là trung vệ hàng đầu và là trụ cột không thể thay thế của đội bóng nước Đức. Với thâm niên lẫn kinh nghiệm chơi bóng rất lâu năm ở châu Âu, Hasebe đúng nghĩa là một chiến binh samurai bất khuất. Cho dù sắp bước sang tuổi 39, anh vẫn luôn thi đấu một cách bền bỉ và đầy nhiệt huyết. Càng đáng kinh ngạc hơn khi Hasebe dám thoát khỏi vùng an toàn của mình để nhận lời gánh vác cả vị trí tiền vệ phòng ngự khi huấn luyện viên yêu cầu. Với sự bền bỉ trong nhiều năm qua, Hasebe xứng đáng có tên trong đội hình này. Tiền vệ trung tâm Aaron Mui, Úc, Celtic, Champions League. Aaron Mui chắc chắn là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá châu Á với phong độ ổn định trong nhiều năm qua của Celtic. Bên cạnh đó,
Việc hít thở bầu không khí của những đấu trường hàng đầu như Champions League lẫn Europa League cũng giúp cho tiền vệ người Úc nâng tầm bản thân hơn. Bên cạnh đó, chơi bóng cho Celtic cũng là một đội bóng lâu đời và giàu truyền thống của Scotland, cũng giúp cho Aaron Moy có được rất nhiều trải nghiệm quý báu trong sự nghiệp. Tiền vệ trung tâm Hidemasa Morita, Nhật Bản, Sporting Lisbon, Champions League. Morita có lẽ vẫn là cái tên khá xa lạ với những người xem bóng đá ở Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhật Bản cũng như Bồ Đào Nha, anh được xem là một tiền vệ xuất sắc. Khi Morita là một cầu thủ toàn diện, có thể thích nghi trong mọi vai trò chiến thuật lẫn vai trò vị trí giữa sân. Tuy nhiên, cũng có thể vì quá toàn diện nên Morita thường không được đánh giá cao, bởi bộ kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng của anh sẽ khó phát huy được theo một hướng chuyên biệt. Mặc dù vậy, tiền vệ người Nhật Bản vẫn là một cái tên vô cùng xuất sắc ở khu vực giữa sân của Sporting Lisbon. Tiền vệ công Daichi Kamada, Nhật Bản, Eintracht Frankfurt, Champions League. Khi nói đến những tiền vệ công sáng tạo của bóng đá xứ sở Hoa Anh Đào, người ta nghĩ ngay đến Nakata, Nakamura hoặc Kagawa. Thế nhưng những năm gần đây, cái tên Daichi Kamada đang được nhắc tới với tần suất còn nhiều hơn những bậc tiền bối trong quá khứ. Mặc dù không nổi tiếng được như Takumi Minamino, thế nhưng anh xứng đáng được biết đến nhiều hơn như người đồng đội trên tuổi Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 1m84 cùng thể hình rất lý tưởng để chơi bóng ở châu Âu, Kamada không ngán những pha tranh chấp tay đôi hay không chiến. Bên cạnh đó, những phẩm chất đặc trưng từ một cầu thủ châu Á như kỹ thuật, nhãn quan nhạy bén vẫn được anh giữ nguyên. Nhờ những phẩm chất của một số 10 hiện đại nên Daichi Kamada chắc chắn là cái tên phải có trong đội hình này. Tiền đạo phải Son Heung-min, Hàn Quốc, Tottenham Hotspur, Champions League. Cặp ba trung cùng Harry Kane, vua phá lưới Premier League mùa trước, tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử châu Á là những tên gọi, danh hiệu lần đánh giá về tiền đạo đến từ Hàn Quốc Son Heung-min. Dù có lúc mùa giải này rất khó khăn, nhưng Sonny có lẽ đang tìm lại được sự bùng nổ đột biến vốn có của mình. Ngoài ra, có những thời điểm khi không có Harry Kane kề bên, thì một mình tiền đạo người Hàn Quốc vẫn có thể độc lập tác chiến, tự gánh vác hàng công của Spurs. Bởi những màn trình diễn xuất sắc đó, Sonny luôn được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá châu Á. Bên cạnh đó, Son Heung-min còn là cầu nối giữa Spurs và đất nước Hàn Quốc quê mình. Và với những màn trình diễn làm mưa làm gió và khuấy đảo châu Âu, Son Heung-min thậm chí là vớ đét và là đội trưởng của siêu đội hình này. Tiền đạo trái Takumi Minamino, Nhật Bản, Monaco, Europa League. Takumi Minamino là một cầu thủ có tham vọng khi sẵn sàng cạnh tranh với vị trí những chân sút hay nhất thế giới ở Liverpool. Nhưng thực tế diễn ra tại Anfield cho thấy những hạn chế của tiền đạo người Nhật Bản khiến anh phải chuyển đến Monaco. Mặc dù vậy, với những màn thể hiện trong mùa áo của Red Bull Salzburg thì đẳng cấp của tiền đạo người Nhật Bản vẫn được đánh giá cao. Bên cạnh đó, Minamino giống như nhiều cầu thủ châu Á khác được các đội châu Âu đánh giá cao bởi sự kiên trì, tính kỷ luật và thường không than phiền phải ngồi dự bị. Chính sự kiên nhẫn đó rồi thành công cũng sẽ đến với Minamino. Tiền đạo cắm Mehdi Taremi, Iran, Porto, Champions League. Mehdi Taremi có lẽ là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong đội hình này, bởi đội tuyển chúng ta có nhiều lần đối đầu với Iran hùng mạnh và chàng tiền đạo đang thuộc biên chế Porto cũng nhiều lần chứng tỏ đẳng cấp ở sân chơi châu Á. Không chỉ khuấy động sân chơi AFC mà nơi thể hiện chính của Taremi lại là châu Âu, khi anh thường xuyên cùng với câu lạc bộ chủ quản góp mặt ở Champions League. Với chiều cao 1m87 thì Taremi sở hữu một thân hình rất lý tưởng để chơi bóng tại châu Âu. Ngoài ra, tiền đạo người Iran cũng có khả năng xử lý bóng khéo léo và có độ dứt điểm cực kỳ đa dạng. Với những phẩm chất của một tiền đạo cắm hàng đầu mà Mehdi Taremi chắc chắn là cái tên không thể thiếu trong 11 cầu thủ của chúng ta. Và ở tuổi 30, tiền đạo người Iran đang bước vào thời điểm giao thoa giữa kinh nghiệm và sức bền. Vì vậy, mùa giải này hứa hẹn sẽ là lúc mà Taremi cùng với Porto bùng nổ trên mọi đấu trường. Những cầu thủ châu Á đã ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn lẫn tầm ảnh hưởng ở những câu lạc bộ châu Âu, bởi họ là những cá nhân có kỷ luật, kiên nhẫn, tinh thần cầu tiến vô cùng cao và trên hết họ có giá chuyển nhượng rất dễ chịu. Nên 11 cái tên trên đã và đang khuấy đảo những sân khấu hàng đầu châu Âu, nơi tưởng chừng chỉ dành cho những cầu thủ bản địa, châu Phi hay Nam Mỹ.